Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp mình làm món sữa đậu nành, mời cả nhà cùng xem. Giờ mình ngâm tay nửa ký đậu đậu nành á, mình coi có sạch đi. Sữa đậu nành ở nhà mình nấu uống béo lắm. Ở ngoài ta nấu cái là pha nước nhiều sao uống hay béo, ở nhà nấu béo ghê luôn. Rồi này có đậu phộng xay vô còn ngon nữa. Có phộng xay chung mình nấu. Ở
ai mình thích nấu thì mình nấu, cái nhà mình không có đầy đủ, không có đậu phộng, cũng có lá dứa. Sữa nành nè, nó sôi lên rồi các bạn phải cho nhỏ, thật là nhỏ lửa, phải quậy đều nha. Không để nhỏ lửa là nó sẽ cào ra nhanh lắm, nhanh thật là nhanh luôn đó. Mình dằn trong đây một ít muối, khoảng muỗng cà phê muối đi. Với lại mình cho nửa chén đường vô, tùy theo mà mình uống ngọt hay là uống vừa. Nhà mình uống ngọt nhiều thì bỏ đường nhiều, còn mình uống ngọt ít thì mình bỏ đường ít. Nhưng mà mình bỏ đây là nửa chén đường. Các bạn nhớ ra nha, vớt bọt ra nha. Bọt á, mình sẽ vớt bọt á.
mình mà không quậy á, là nó sẽ khét cái dưới đất nồi á. Sữa bây giờ cũng đã được rồi, mình tắt lửa nhé. Các bạn nấu nhớ vớt bọt ra nha. Cái món sữa đậu nành này nè, trước khi mà mình đi nấu á, mình vo cho sạch nửa ký đậu, mình vo cho sạch, mình ngâm nước 4 tiếng. Khi đậu mềm rồi đó, bắt đầu mình mới vo lại 2-3 nước nữa cho nó sạch. Rồi á, mình mới đem bỏ vô máy sinh tố mình xay, xay cho nó nhuyễn mịn đi. Rồi mình mới bỏ ra dãy mùng á, mình để cái thau ở dưới để dãy mùng lên trên. Rồi mình á, để cho nước sữa nó vỏ xuống, rồi mình đem pha bớt nhồi vắt cái sữa trong cái trong vảy mùng ra. Số lượng của mình là được 4 lít sữa đó. Rồi mình nấu trong đó là nửa chén đường, mình cho một muỗng cà phê muối, nếu nhà mình có đậu phộng mình bỏ vô á, mình xay chung nó rất là béo, rất là ngon. Nhà mình á thì hết đậu phộng rồi cho nên mình nấu nó cũng béo cũng ngon, nhưng mà có đậu phộng tăng phần ngon hơn nữa. Và nếu mình có lá dứa mình bỏ vô cho nó thơm, thì mình cũng hết lá dứa rồi cho nên mình không có bỏ lá dứa. Thì cái món sữa đậu nành đến đây đã kết thúc. Rất chân thành cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Sơ Trần. Hẹn gặp lại video lần sau. Chào tạm biệt.